Trong đại công ty này, nếu không phải mình bị người ta đem bán, thì cũng là người ta bị mình đem bán, tất cả đều có quan hệ qua lại với nhau. Như thế không phải là trược sao? Vậy đó gọi là trúng danh trược. Năm mạng trược, vận mạng của chúng ta cũng là hỗn trược bất tịnh. Mặc dù năm thứ ô trược này rất phức tạp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn có thể ở trong đời ác ngũ trược, một thế giới xấu xa nhất, mà hiện sức đại trí huệ và thần thông không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn tức là vô cùng vi diệu, chúng ta không tài nào nghĩ ra hoặc mường tượng ra được thứ gì mà vi diệu không thể nghĩ bàn như thế. Đó chính là năng lực từ đại trí huệ và đại thần thông của Đức Phật. Kinh văn: điều phục những chúng sanh cao cường, khiến cho họ biết được pháp khổ, pháp vui. Rồi mỗi ngày đều sai thị giả đến vấn an Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm ngàn muôn ức vầng mây sáng rỡ lớn. Lược giảng: điều phục những chúng sanh cao cường, điều là điều hòa, phục là hàng phục. Sao gọi là điều hòa? Chúng ta muốn cho thức ăn có hương vị ngon lành thì phải nêm nấu, sao cho năm vị chua ngọt đắng cay mặn đều được điều hòa vừa phải. Nếu thức ăn cay quá thì người không quen ăn cay sẽ không ăn được, chua quá thì người không thích chua sẽ không đụng đến, đắng quá thì cũng có người không thích, mà ngọt quá cũng có người chê, chẳng ai muốn ăn. Cho nên các thứ gia vị phải điều hòa, mỗi loại chỉ nêm vừa phải, không nhiều không ít, để có được mùi vị thích đáng. Mọi người thường chỉ thích thưởng thức các món ăn hợp khẩu vị của mình. Tương tự như thế về Phật pháp thì có người thích pháp môn này, có người thích pháp môn kia. Về tín ngưỡng thì có người tin gia tô giáo, có người tin hồi giáo, có người theo đạo giáo đạo lão, có người theo nho giáo đạo khổng. Khổng lão Phật gia hồi là năm tôn giáo lớn trên thế giới. Tuy nói là năm nhưng trên thực tế thì chỉ là một. Vì sao lại là một? Bài pháp mà Đức Phật nói ra thì mọi pháp đều là Phật pháp, và trong đó bao hàm tất cả các pháp môn của mọi tôn giáo, bất luận là gia tôn giáo, hồi giáo, đạo giáo hay nho giáo, hết thảy đều được bao gồm trong mọi pháp, đều không ở ngoài mọi pháp. Không một tôn giáo nào có thể nói là không có giáo pháp, bởi vì nếu nói như vậy tức là ở ngoài mọi pháp, mà ở ngoài mọi pháp thì hoàn toàn không có một pháp nào cả. Mọi pháp đều là Phật pháp và đều là bất khả đắc, đều không thể chứng đắc. Thể hội được mọi pháp đều không hiện hữu thì mới gọi là chân chánh về tới nhà. Tuy tôi không hề nói rằng tôi có phương pháp đặc biệt này hoặc món ăn ngon lành nọ để dụ dỗ lừa phỉnh quý vị, bởi thực sự là không có, cái gì cũng không có cả, xưa nay vốn không có cái gì cả. Vì sao lại biết được xưa nay cái gì cũng không có? Lục Tổ Đại Sư từng dạy: Bồ đề vốn không thân, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, nơi nào bám bụi đây? Xưa nay vốn không có, vậy phải đến nơi nào để tìm chỗ cho bụi bám? Hoàn toàn không có, vậy thì còn tìm bụi bặm gì nữa? Nếu quý vị có một món đồ cụ thể thì còn có chỗ cho bụi bám, nhưng vì không có đồ vật gì cả cho nên bụi bặm cũng không có chỗ để bám vào. Cho nên người thông hiểu đạo lý thì biết rằng mọi pháp đều là Phật pháp. Tuy nhiên pháp thì có pháp đúng và pháp sai, có pháp tôn giáo và pháp không tôn giáo, có pháp thiện và cũng có pháp ác. Chúng ta tu hành thì phải tu pháp tôn giáo, cứu cánh pháp.